Xin chào tất cả mọi người, thì tiếp tục Nhật lại lên clip để mà phân tích cũng như là cái ý kiến của Nhật nha. Thì lời nói đầu tiên thì con xin phép gửi đến lời đến sư cô. Thì thật ra như này nè, con cảm nhận như thế này nè sư cô ơi, ở trên đất Mỹ á, có rất là nhiều những người quay YouTube về những trường hợp vô gia cư và ông Máu Vàng nha. Có rất là nhiều những người ở trên đất Mỹ họ đã quay những cái kênh YouTube về ủng hộ những người vô gia cư rất là nhiều những trường hợp nó phải nói là bi đát rất là nhiều, những trường hợp không công ăn việc làm rất là nhiều. Thì con có thể là mong sư cô cũng như là ông Máu Vàng có thể giúp cho tất cả những cái con người trên đất Mỹ, những người Việt, cộng đồng người Việt sống trên đất Mỹ mà họ đang trong tình trạng thất nghiệp hoặc là vô gia cư, thì cũng mong là sư cô và ông Máu Vàng nên giúp cho những con người như thế để họ có được những công ăn việc làm. Dạ. Thì tiếp theo nữa là con cũng nói như thế này, hồi nãy con thấy là sư cô đang trên và ông Máu Vàng trên đang trên một cái đài của rất là nổi tiếng bên nước Mỹ đang live stream. Thì con nghĩ là tạm thời là con nghĩ như thế này nè sư cô nên dừng cái việc lại lên trên sóng truyền hình đi. Tại vì sư cô nên dừng cái việc lên sóng truyền hình để mà ngồi nói về vấn đề của cô ca sĩ Kim Ngân nữa. Tại vì con thấy khi mà cô nói chị Thúy Nga, cô nói chị Thúy Nga hăm dọa cô nói chị Thúy Nga thế này thế kia, thì bao nhiêu đó là con đã thấy đủ lắm rồi. Nên là con mong là sư cô đừng lên trên đài để mà sư cô ngồi nói chuyện về tình hình của cô Kim Ngân nữa. Thì nãy con có nghe là cô chia sẻ về cái việc là em của cô ca sĩ Kim Ngân có gặp cô Kim Ngân, thì anh em có nói chuyện và có những cái cử chỉ tình cảm ruột thịt với nhau, thì cái điều đó là không bao giờ mà nó xa cách hay là xa rời nữa cô ơi. Sư cô ơi, cái điều đó là cái tình cảm anh em ruột thịt nó thiêng liêng lắm, nó không có nào mà rời rạc được hết trơn á, cho nên là cái chuyện đó nó đời thường bình thường lắm. Tại vì hiện tại là cô Kim Ngân cũng đang trong tình trạng là chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng mà qua những lời của sư cô cũng như là ông Máu Vàng chia sẻ thì đang nói là cô Kim Ngân có những cái cách nói chuyện rất là bình thường. Thì con mong là nếu thật sự là đúng như những lời của ông Máu Vàng và sư cô nói, thì có thể là mời cô Kim Ngân lên lên sóng live stream của một cái kênh nổi tiếng như vậy đó, để ngồi chung, có thể là ngồi chung để mà chia sẻ chính những cái điều mà cô Kim Ngân nói với sư cô cũng như là nói với ông Máu Vàng á, để cho mọi người đồng cảm và mọi người sẽ yêu thương, mọi người sẽ cảm thấy đó là một cái sự thật. Còn con thấy sư cô nói vậy là cũng đủ lắm rồi, con mong là sư cô đừng lên trên live stream để sư cô nói về vấn đề của cô Kim Ngân nữa. Tại vì ngoài ngoài ở ngoài thành phố, các tiểu bang nó còn rất là nhiều những người cơ nhỡ, những người mà vô gia cư, những người không công ăn việc làm thì rất 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 là nhiều. Thì cũng mong là hai người có thể là giúp có hai người có thể là giúp đỡ những cái con người như thế. Chứ bây giờ mà lên live stream mà cứ chia sẻ về vấn đề của cô Kim Ngân rồi tình cảm của anh em như thế nào, rồi từ miếng ăn miếng uống, rồi từ đi xem nhà như thế nào, tất cả mọi thứ là đều nghe sư cô và ông Áo Vàng nói, chứ thật sự là chưa có nghe chính lời nói của cô Kim Ngân nói, thì cộng đồng mạng họ cũng rất là hoang mang đó. Thì con chỉ mong là sư cô đừng lên đây nói nữa, cũng như ông Áo Vàng có nghe được cái video này thì mong là mọi người có thể là tạm dừng cái việc này lại và tiến hành cái việc mà mọi người đang nói là mua nhà, mọi người đang nói là tinh thần giúp đỡ cô Kim Ngân, thì mọi người nên hành động làm cái việc đó đi, chứ đừng có lên cộng đồng để mà nói chia sẻ về vấn đề này nữa. Tại vì cô Kim Ngân đã là một cái người chưa phải hoàn toàn bình thường giống như bao người khác, thì mình chia sẻ cái câu chuyện này hoài thì nó cũng không có tác dụng gì, mà càng ngày mình càng làm cái câu chuyện nó đi xa. Thật sự nữa là thêm một cái nữa là cái vấn đề chị Nga. Thì xong em nói cái clip đó, em nói cái đoạn văn vừa rồi, thì em thật sự là mình cũng khá là bất ngờ nữa quý vị. Hồi nãy sư cô là người ở trong chùa mà sư cô cũng 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 diễn một cái hành động, thấy cũng vui lắm nha. Sư cô nói là cô Kim Ngân giật mình, thì sư cô nãy diễn lại sư cô cũng giật mình nữa. Wow, khá bất ngờ luôn quý vị ơi. Thì nãy em có nói chị Thúy Nga, thì bây giờ nếu sự thật mà những cái sự thật vừa qua trên cộng đồng mạng nói về chị có những cái điều mà nó hơi bị tiêu cực đó, thì chị Nga nên 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 có một buổi live stream hoặc là một cái kênh, một cái vlog để mà chia sẻ về cái câu chuyện vừa qua xảy ra nếu những điều không tốt gì chị. Em có thấy là chị đăng một cái status rồi, nhưng mà cái status đó thì là trên một cái trang Facebook thôi, còn cộng đồng mạng họ đang muốn có thể là
xem được cái những lời chị nói nó giá trị hơn. Những lời chị nói thì nó sẽ cho mọi người xem cái sự thật nó như thế nào. Chứ buộc là có thể là nếu chị cảm thấy nó hơi quá mệt mỏi thì chị có thể nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi trong giống giống như cái thời điểm này là chị đang dưỡng sức đi, chị đang dưỡng sức nghỉ ngơi cho nó khỏe, lấy lại tinh thần để tiếp tục cuộc hành trình thiện nguyện của chị nha. Còn chia sẻ về cái vấn đề mà ông Áo Vàng hồi nãy em có nói là ông Áo Vàng có gọi điện cho mẹ cô Kim Ngân để mà nói về vấn đề mà tặng nhà, thì thật sự ông Áo Vàng ông chia sẻ thì ông chia sẻ ông nói là mẹ của Kim Ngân nói là thôi bây giờ Kim Ngân không cần nhà đâu, Kim Ngân có chỗ ở rồi thì coi như tiền bạc cũng không có cần lắm, chỉ bây giờ có chỗ ở, có Thúy Nga lo, có cô Huyền lo rồi thì cũng không có cần thiết mua nhà. Đúng, một lần nữa con xin cảm ơn cái lời chân thật và cái lời thấu đáo của mẹ của cô Kim Ngân. Thật sự là một cái lời tri ân đó, là một cái lời quá tốt đẹp. Tại vì cô nói lên cái điều đó là cô cảm nhận được một cái con người tốt là bao nhiêu tháng qua đã giúp đỡ con của cô là ca sĩ Kim Ngân trong một cái cuộc hành trình mấy tháng trời. Thì và ông Áo Vàng nói là nếu như mà mua nhà mà để Thúy Nga đứng tên, hoặc là tài sản của ổng mà để Thúy Nga đứng tên, chắc chị Nga cũng không cần đứng tên đâu. Thật sự nếu chị Nga nổi tiếng quá, ở Việt Nam chị Nga cũng có nhà, bên Mỹ chị Nga cũng có nhà, đâu cần thiết đâu. Với lại một đi diễn là biết bao nhiêu tiền mà nói, chị về chị Nga mình về Việt Nam diễn thử một show diễn là bao nhiêu tiền rồi, chứ tài sản chị Nga đâu cần. Thật sự là nếu bản thân mình nhận xét nha, chắc chị Nga cũng không cần đâu, không có cần mà đứng tên tài sản. Nên ông Áo Vàng ông nói là có ông Áo Vàng ông bảo là nếu mà đưa tài sản cho Thúy Nga ông không chịu. Thì cái chuyện đó là mình cũng chưa có nói chuyện với đối phương thì mình sao biết người ta, mình có biết người ta chịu hay là không chịu. Bản thân của người ta làm việc thiện nguyện, người ta đâu nghĩ đến cái việc mà người ta lợi dụng, hay là người ta lợi dụng hay là người ta cần cái tài sản gì của những cái người cơ nhỡ đâu. Cái đó là mình hơi nghĩ mình hơi lo xa đó, thật sự là hơi lo xa. Còn còn về cái việc mà nói về cái câu chuyện mà cô Kim Ngân á, không có cần nhà, thật sự đối với bản thân của Nhật á, thì Nhật nghĩ là cô Kim Ngân đến thời điểm hiện tại bây giờ rồi, không có cần nhà cửa gì ở đâu. Thật sự là cô Kim Ngân nói trong cái sự vui thôi, chứ bây giờ có chỗ ở đàng hoàng, có cộng đồng mạng, có Mạnh Thường Quân lo, có chị Nga còn ở nước Mỹ thì chị Nga sẽ sẵn sàng hỗ trợ mà. Đâu cần thiết phải có một căn nhà riêng, mà có căn nhà riêng chưa chắc cô Kim Ngân nó ở. Tại vì bây giờ á, nếu thật sự mọi người quan tâm và lo lắng cho cô Kim Ngân á, thì mọi người nên mua nhà để đó đi. Thật sự nếu mà thật sự ông Áo Vàng mà ông lo lắng á, cho cô Kim Ngân á, thì mua nhà mình để đó đi, rồi chị Nga sẽ tiếp tục cuộc hành trình là lo lắng cho cô Kim Ngân, để cho cô Kim Ngân thật sự bình phục. Đến lúc đó là cô Kim Ngân nhận nhà thì nó cũng đâu có quá muộn, và nó cũng đâu có phải là lâu hay là mau. Tại vì bây giờ nếu mọi người thật sự ông Áo Vàng và sư cô nếu lo lắng cho cô Kim Ngân quá thì mình cứ mua nhà mình để đó đi, mua nhà mình để đó đi, rồi tình hình là chị Kim Ngân với lại cô Thí chị Kim Ngân với chị Thí Nga thì hai người sẽ đồng hành với nhau để thật sự mà cho tinh thần cũng như là con người của cô Kim Ngân bình phục hoàn toàn hẳn 100% đây. Lúc đó mình nhận nhà thì nó cũng đâu có muộn, đúng không quý vị? Chứ bây giờ mà mọi người cứ lên chia sẻ gì hoài, mọi người cứ lên chia sẻ sư cô lên chia sẻ gì hoài, con cảm thấy nó cũng không có đẹp lắm sư cô ơi, nó cũng không có đẹp gì hình ảnh của sư cô lắm. Mà ông Áo Vàng thì con cũng không biết là như thế nào, mà cứ rất là nhiều người phỏng vấn, cứ là nhiều người phỏng vấn. Thì sáng nay có nghe trên một cái kênh nữa là có một cái chị tu sĩ, chị lại dám có một cái câu chuyện của chị tu sĩ với cái ông Áo Vàng, chị ấy mới chia sẻ trên một cái kênh YouTube rồi. Thì cái câu chuyện đó nó cũng hơi bị tiêu cực, thì mọi người có xem thì mọi người lên cái kênh Việt Chú TV xem nha. Thì cái video ngày hôm nay là Nhật chỉ mong là sư cô đừng lên YouTube để mà ngồi phát biểu về cái tình trạng của cô Kim Ngân trong cái thời gian mà sư cô nói là sư cô với cô Kim Ngân gần gũi. Thật sự là con xem cái video là con cũng cảm nhận là sư có đoạn clip là sư cô nói là sư cô hoàn toàn không biết cô ca sĩ Kim Ngân là ai. Rồi có một cái đoạn là sư cô nói là đã gặp nhau ở chợ ABC nào đó. Đó thì con thấy nó hơi bị ngược ngược, hơi trái ngược một xíu. Thì con chỉ mong là
Thì con chỉ mong là sư cô đừng có lên kênh YouTube để mà sư cô nói về những cái câu chuyện chia sẻ về cô Kim Ngân nữa. Tại vì mình giúp thì mình đứng phía sau mình giúp cũng được, không cần mình lên trên đó mình phải nói ra những cái điều là mình đã từng giúp như thế nào, mình đã từng biết như thế nào, mình đã từng chưa biết như thế nào. Thì thật sự con nghĩ câu chuyện đến đây là mình cảm thấy là mình dừng được ở đó quý vị ơi. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều nha.